À, khiếp dốc, leo là leo. Ui trời, lên đây nhìn xuống mới giật mình các bạn ơi. Ui trời, một cái thác nó thẳng đứng ở phía dưới luôn. Bước leo ngoài này hơi ghê đấy các bạn ơi. Trời ơi. Ui, đúng là may là đi là nhìn nhá. Trời, nó thẳng đứng ở dưới kìa các bạn. Cái thác này là có 5 tầng các bạn. Cái tầng anh em đứng thì vẫn chưa phải là tầng cuối đâu. Đây mới tầng thứ 3, thứ 4 rồi đó. Cái trên đang còn nó chiều cao rồi các bác thấy những cái ngọn cây là đứng ở bên dưới anh em này. Mà đang còn cái vực sâu tít bên dưới ấy. Chiều cao luôn. Có những cái bậc. Nói chung là khá là nguy hiểm. Cái này vào cái mùa lụt cho các bác, nước nó xối ở trên này, này. Nó xối trên này, nó chảy xuống dưới kia rầm. Em sẽ đi ra đó cho các bác xem nhé. Nói chung là cái này hơi mạo hiểm tí. Đó. Cái bậc phía dưới thì nó hơi ghê. Tắt cái quạt để cho đỡ ổn. Anh em vừa mới leo đi đến nơi nó nóng quá. Để các bạn này. Bây giờ em đứng trong ngoài này thì nó cũng hơi ghê một tí. Ui chà, ui. Thằng đứng nói chung là nhìn ở trên này nhìn xuống. Bác nào mà sợ độ cao thì thôi rồi luôn. Không dám nhìn xuống dưới nữa. Sợ lắm. Nó tương đối là cao. Tít phía dưới các bạn. Các em à. Ui thôi đi vào. Ghê lắm. Cảm giác mà bây giờ mà tự nhiên cái núi không may nó có vấn đề cho nó sụt xuống một phát thì thôi ớn lắm. Ở đây mà tắm rồi không phải tranh nhau tắm nhá, mỗi người một bể nhá, tắm riêng đây này, trên đây bể tự nhiên thoải mái luôn, nó ở trên đỉnh núi thôi đấy các bác, mà rất là nhiều cá nhiều cua nhá bạn. Là em lưng chừng núi lưng chừng đồi này, trong veo nước này thì sạch 100%, chỉ có lá cây đẹp nhở, quá đẹp luôn các bác. Mà gió nó lùa ở phía bên kia, nó lùa vào đây đón gió nó mát. Chỗ Hệ đang đứng mà làm cái võng nhở, nằm nó đúng cảm giác mạnh luôn đấy nhá. Mắc từ cái cây bé kia sang kia, cây này này mắc sang bên đây này, có dám ngủ không? Thôi, ai làm thì làm cho đấy, em thì chịu thôi, xin vai thôi. Tầm 5-60 mét chứ mấy, xuống à? Có vọng đó, Linh lên nó ngồi gì đó. Xuống tận dưới kia phải cả 100 mét. Xuống dưới đấy. Ừ, anh Linh. Đu mạnh lên. Dây thoải mái mà. Mặt tiền đằng sau. Chặt dây. Sướng nhỉ? Cầu gió leo cây. Hai bên cả. Ừ. Ngồi lên trên đó có cái nàng đó. Xuống kia luôn nhá. Đã thật. Slap big. Má thật. Đã thật các bạn, đẹp ra man. Rất đẹp các bạn, địa hình đẹp mát mẻ. Bản to không bản đâu. Có chưa? Được, tạm được ạ, đừng có tạm, to thật đi. Trên cái cảnh đẹp á. Tạm không ăn thua được. Rồi, thấy chưa, rõ chưa? Dài đẹp luôn. To đấy bố mà. To đấy. Được, to đây thì được, tạm gì nữa. Tạm gì nữa? To lắm. Tạm gì nữa? Đây. Em vừa nói với anh bảo. Được. Ổn. Vừa dài vừa to vừa dài. Cực to đó các bác, nhưng mà cái cây này cũng to. Anh em đang tính cách làm đường để lên. Phải cành ngang đi.
ngang thì lại đi. Không phải em sợ là cái cành thẳng thôi, cái cành thẳng thì hắn mới ra rồi. Cây nó rậm quá bây giờ anh em. Tổ ong đi thấy rồi mà không biết là nó nằm ở cành nào các bác. Cái cây này cũng có hai cành này. Nó lên đến cái đoạn đây thì nó có một cành thẳng tít lên đây, có một cành thì nó đi ra đây. Nó ở cành thẳng đấy. Cành to luôn à. Cành to thẳng lên. Bó cái ngọn kia lại vào cái gốc cây kia. Cây thân của ấy. Làm cái cùng neo lên mình ngoặc. Chẳng lên. Nó tầm 4-5 mét á, 5 mét nữa. Có bụi duy nhất à? Một bụi duy nhất. Lại vướng cái ú đây này. À đây đây. Nó mày bốc khắc cái yếu tay đang cầm nó tí nữa. Cái cây á. Không. Nhà hôm nay sẽ làm một cái đường lên, chắc là các bác cũng chưa bao giờ xem. Chưa bao giờ xem một cái cách làm đường lên như hôm nay. Nó nói chung lát anh em làm rồi các bác sẽ hình dung ra. Em sẽ giới thiệu cho sơ một chút là cái móc bên này này là sẽ móc lên cái cành của cây to. Còn cái đầu của cây nứa này các bác này, cái đầu dài ra tí kia là anh em sẽ buộc lên cái cây nhỏ đây. Các bác thấy có một cây nhỏ đây, ở đây có hai cây này. Một cây đây, một cây đây. Những cái cây này nó to quá thì anh em trèo lên ngọn của cây bé này này. Buộc làm sao mà cái móc nó móc vào cây to xong nó ép dần để cho cái cây bé này nó cong vào, nó sát, nó đè vào được cái thân cây to, thì anh em sẽ dùng cái đường nó để leo lên cây to. Đó, đại khái là thế. Lát anh em làm thì các bác sẽ hình dung ra. Đường xá này thì anh Năm có kinh nghiệm nhất thì anh Năm sẽ lên để làm cho anh em. Chắc chắn là phải giảm trên nó đấy. Cơ bản là cái cây nó cũng rậm, không biết được là sau khi mà anh em kéo được cái sào nó vít sang được rồi thì bên trên có trèo được tiếp không hay là lại phải buộc sào tiếp. Kéo luôn xuống đây đi. Nó dày đây. Rồi. Kéo nó rít vào, buộc luôn vào cái sào. Rồi. Đặt cái nhàm lên đây cho ạ. Không được sao được chứ. Nó mới chốt cửa. Nên lúc còn đeo mật cho ra không. Có dây nhún. Đó, các bác hình dung ra chưa? Anh Năm đưa cái đầu mà có cái móng neo lên trên cái chỗ này có này. Đó, xong bắt đầu ở phía dưới thì là sẽ buộc lạt cho cái cây sào đó với cái cây nó ép vào nhau rồi bắt đầu là vít, kéo dần để cho cái cây nó nao, nó sát vào cây to. Bây giờ bắt đầu là sẽ vít cho hai cây nó ép vào nhau đó. Hệ bắt đầu vít thì anh Năm bắt đầu buộc nó càng vít sát được vào thì cái cây nứa nó càng căng á, là đến lúc anh em sang nó rất là dễ. Đó, đến lúc là sẽ trèo lên cây nhỏ, bắt đầu là bước từ cái cây nứa sang cái cây to này các bác này, sẽ dùng cái nứa để làm thang bước sang bên này. Đó, hình thức là nó như thế đó. Anh Năm lên luôn. Đó, sang được cây to rồi. Tình hình lên nói chuyện với ông nào anh? Nó bảo được mấy chai ấy? Cách độ khoảng 4 mét. Mà lên nói chuyện với nó bảo là có mật không? Nếu mà đạt thì được tầm cỡ 5 đến 6 cân. Nó bảo thế. Còn 3 ké thì được tầm khoảng 4 ký. Hỏi nó không nói, đoán là thế. Không, ông nói rồi. Lên nói chuyện luôn rồi mà. Đặt vấn đề luôn rồi. Cách có 4 mét thôi. Đấy, đây là chịu rồi. Buồn luôn rồi. Buồn là có nằm trong cân ta. Giờ mà anh Năm đi ngoại giao ra mà. Về mà nói chuyện với ông mà. Nói rất là buồn rồi. Anh cạnh dưới. Đang chuẩn bị lên có hào hứng mà anh nói đó là thấy buồn luôn đấy. Mà thấy tổ to lắm mà. Sao mà nói anh chuyện với trò kìa chứ mà. Anh ở dưới đấy là nghe. Quan điểm của anh chứ. Cả. Còn lên quan điểm của chú này. Nghe hàng năm vừa tạm tạm mà được ổn. Mà
Không chờ anh em. Lên nói chuyện với ông xong rồi không chờ mật xuống nên đã đi tìm rồi. Đi nói chuyện đồ thăng. Năm ngoại giao. Giờ đặt cho anh năm ngoại giao. Đi lên đấy. Bây giờ cái tổ ong. Mới vào. Bánh tổ đang non. Ông có ăn thua gì rồi, một chai thôi. Ồ, phấn hoa không rồi. Nha. Mới vào. Ông mới vào. Bánh tổ trắng pháo. Chán nhờ. Nhiều phấn à, anh có phấn không? Cũng nhiều anh ạ. Nhưng mà cảnh nó bị hơi loác đi một tí rồi, ngoài trên á. Lấy lấy phấn em ạ, về gỡ gà thôi. Kiểu gì cũng nhiều bác hỏi phấn hoa mà. Ôi, phấn không là phấn cái này mà các bác ngâm bình rượu thì đúng là đỉnh luôn đây này. Nhiều phấn hoa lắm. Cành hắn nó khô mục mục mất rồi không dám ra. Mặt thì vàng đẹp đấy chứ, nhưng nó bé. Mình đang hơi ít. Đá cao nữa, đã không có mật nữa chứ. Chán thật. To như con bò. Quá là buồn. Sao nhỉ? Rét. Rồi thì giữ cả phân hoa. Đó, bây giờ anh em lấy cả phân hoa. Các bác cần phân hoa làm đây, cái gì đó thì các đây. Bác ủng hộ anh em. Đó, giờ cứ như này cứ mỗi một tổ nó 2 cân, 3 cân. Ô, chả cái này hơn 2 cân em. Các bác ngâm rượu. Đấy, ngâm rượu. Ô, chà, ôi mật. Đó, ví dụ như các bác ngâm một từng này phấn hoa, các bác bỏ thêm ít mật này vào nữa là nó ngọt, nó ngon, nó thơm lắm, ngâm rượu. Đây, để bọc rồi các bác xem phấn hoa bên trong này. Các bác này, phấn bên trong nó như này này. Đó, các bác thấy không? Đó là phấn hoa. Ngâm rượu thơm cực kỳ luôn. Không biết là chị em làm cái gì á, hình như là kiểu làm phấn, làm cái gì đó bôi, nó đỡ mọc mụn hay cái gì, em cũng không hiểu lắm nhưng mà đập giảm mặt, giảm các bác thử tìm hiểu trên mạng xem là cái phấn hoa của ong này thì để làm gì á. Nhiều lắm, bây giờ anh em mới lấy chứ còn lâu nay là cứ ném vào dùi xuống đất thôi mà. Sạc pích. Đó, thiệt rồi. Thế nhá, thì các bác cần phấn hoa thì chúng em lấy, từ bây giờ chúng em sẽ lấy. Các mật không được thì lấy phấn hoa cũng tốt. Để thêm đồng nào thì được, hay đồng đó. Tổ con gì nó làm đẹp các bạn này. Làm ở trên cái tay của cái mây. Đẹp thật. Em thì cứ vừa đi vừa gặp cái gì đẹp đẹp và lại dừng lại quay á. Đi mà nếu mà kiểu mà đi vội vàng đi cùng anh em luôn á thì thường là những cái video các bác thấy nó sẽ bị thiếu các cái cảnh kiểu nhẹ nhàng rồi có nhạc có ấy thì các bác xem nó thư giãn hơn đấy. Thì mấy hôm nay đi đây, nói chung cái khu rừng này nó đẹp quá, thế là em cũng chăm quay. Thì em đi là sẽ hay bị anh em bỏ tụt lại phía sau, bởi vì là anh em thì công việc cứ phải đi thôi, chứ bây giờ rừng lại mà đợi em
quay mấy cái này cái kia nó mất thời gian lắm. Nên là em cứ đi rồi và đi vào hú. Ra vào liên tục luôn, chưa kịp xoay đã thấy rồi. Đi qua là quay trở lại lên nhìn thấy tổ ong. Đấy, tổ ong khá to đấy các bác ạ. À, thế là tổ ong à? Anh em. Có phải em giống như cái chiếu à? Anh em lên treo đó. Chẳng biết có phải tổ ong hay không mà nó đen lắm. Giống cái chiếu nhờ. Ôi nhìn gió kìa, nhìn gió nó đung đưa kìa. Nhòm để hắn về cao. Hắn cứ đi lên đằng đấy đó. Đấy, nó gió cái ngọn cây nó đung đưa kìa. To bằng cái cột nhà đấy các bạn. Gốc đấy. Nhưng mà nó lên rất là cao. Đấy. Cây nó là loại cây chọc chơi. Đấy. Nó lên tít ở trên. Cái gốc qua cả cái bụi này luôn, nó lên thẳng tắp. Nó cao lắm. Gần gần đến cái tổ ong rồi các bác này. Ôi dẫn nhìn mình nó nháy mắt rồi. Wow, già lắm rồi. Vẫn chưa thấy đầu mật đâu. Nó làm sát cành mà to. Nó dài ra ngoài cái đầu mật này kia luôn. Tiếp chưa? 1 2 2 căng rưỡi. Mươi nhân với chiều kia 15. Phân hoa nó còn nhiều lắm. Điệp phân hoa này. Để lại cho nó ít để nó làm. Tổ này thì nó già quá rồi các bác ạ. Nó tháo một ít trên đây này. Vẫn chắc lắm. Wow. Wow, trời. Khá là đẹp. Mình xuống tới nơi an toàn được các bác. Phân hoa nhiều lắm. Nó mà đóng hết cái chỗ này thì đúng rồi. Đóng hết cái chỗ đấy thì mật đẹp. Mật đẹp đấy. Bỏ thêm cái bóng này đi mà bắt đeo. Vừa đi vừa lấy tổ kia xong đi được một đoạn thì lại thấy ong. Phải cái đèn đen nó không phải mà ở bên dưới cái đèn đen nó chĩa răng đây này. Đó. Nhưng mà nó dạ. Hơi quất. Cây trên kia anh ạ.
ông thấy rồi mà đường đi hơi gian nan các bạn. Nó ở tít bên đồi bên kia sao cũng nhòm thấy, nhưng mà đi được đến nơi thì cả một vấn đề. Trên bờ đá này đây này. Lúc em nhòm lên cũng tương là cây sâu đến cây xa. Đây, tôi ăn được các bác, khá là to. Hôm nay lên theo dây luôn này. À, lên đây anh đạp cái dây cho, đập chắc đỡ rung. Dài đó. Thoảng dài. Nhiều phấn hoa, nó gần như một gần một nửa là phấn hoa rồi còn. Phấn hoa đang nhiều lắm. Tầm mấy cân phấn hoa luôn. Một phía sau nữa. Rồi ổn. À, không thấy cái chi cả, vướng quá. Bỏ đúng rồi, hai. Lấy cái cò lên đi anh. Lồng vào, lồng vào không nó bục. Bỏ hẳn cái đó. Rồi lại nặng ba lô. Thôi rồi, nhưng cứ muốn mưa cho tôi tự nhiên tôi om nhỉ. Kiểu trời đụng mưa rào hay sao? À, tối mới rồi các bác ạ, lấy được có 3 tổ thôi. Được 2 tổ to to, 1 tổ thì mất công làm đường lên nhưng mà nó chưa có mặt, toàn ké thôi. Ké là phấn, toàn phấn hoa. Rồi anh em mắc võng ngủ ở đây. Ngủ ở đây mai chiến đấu tiếp ở cái khu này. Ong thì nó vẫn có đó, mà rừng ở đây thì nó đẹp, cũng thấy chưa thấy có ai tìm mấy. Bây giờ dưới suối này thì nó cũng có cá, có cua nên là cũng có cái để nấu cơm. Hệ là hôm nay ngủ như con lợn luôn hả? Hả? Tính ngủ như con lợn luôn hả? Như ngủ như con lợn rừng luôn hả? thanh niên thì mua võng mà không đem đi luôn, cứ ngủ đất, ngủ bờ, ngủ bụi quen rồi. Đó. Ngang con lợn rừng. Ngang con lợn rừng. Bác ảnh thế. Thế là được thôi mà. Lót lá mà. Mưa cũng không lo là mưa thì anh em chia sẻ bạt biết cho. Bác hang lên đây nó to em ơi. Khu này cực kỳ đẹp luôn các bác. Nói chung cái khu rừng hôm nay anh em đi thì nó siêu siêu đẹp. Nó là kiểu rừng già. Nó ít các cái bụi nứa đó. Nên là nó cũng ít muỗi. Đó cậu Thanh đâu nhỉ? Anh biết đâu đây tìm cái gì. Anh nhìn bác. Đây thôi á. Hả? Ngắn nữa vọng. Anh làm kế rồi anh nhá. Mà vọng xong rồi anh em tìm cách nào đó chế cái móc câu, đi câu cá lắc lá về nấu cơm ăn. Ở đây thì nhiều, có vẻ là nhiều mồi đó. Lúc em thấy nhiều cá. Không có tăng nữa. Ta không cần đâu. Ngủ như con lợn rừng thôi. Phá bật lửa đây. Phá bật lửa để kiếm mồi. Có cái lò xo bên trong à? Lò xo bên trong chứ. Cá nhiều mà cháu có câu có kéo gì đâu bác. Anh ấy là thử chế cái lò xo kia ra thôi. Có làm một cái lưỡi câu. Xoắn lại, xoắn đôi lại.
chặt đôi đây có được hai cái. Anh Tư còn cái nào? Còn bật lửa đấy. Để xem cái kiểm tra lại bật lửa này xem cái lò xo nó có cứng không. À hai lò xo luôn. Trong này nó còn này. Chia ra. Lò xo này to hơn lò xo đấy. Phía trong ấy. Còn cái này đây này. Cái này to hơn cái bật lửa kia, cái lò xo kia. Chế đi ba bốn cái mọi người một cái mắc cỡ. Đấy, dài mà. Chỉ là 4 5 cái thôi. Cái này ít nhất phải được 3 cái. Anh Tư có lấy luôn dây không? Em anh dây có dây này rồi. Có rồi á? Cái dây để buộc màn võng. À, trắng gớm nhỉ. Mới vào việc đây này. Một nè. Bây giờ cạo hết cái lòng chân này không? Không, ai nói chứ. Quấn một cái. Gì? Tối nay thì solo quay ai thằng nhiều hơn nhé. Đấy. Đang mưa, trời đang sấm ầm ầm. Chơi kiểu này. Trong một giây anh to gốm đó. Ôi, cầu mới đang sướng. Sấm ầm ầm luôn. Anh em đang nằm chờ trời tối thì mới đi câu đi bắt cua. Giờ đang nhập nhoạng tối mà đang mưa lắm. Nó ra rồi nó. À. Ôi, từ lan ra tha hồ. Có nào? Ôi trời, lấp lỗ. Cua to nhỉ? Cua to lắm. Nó vừa mưa xuống anh Tư túm được con rồi đấy các bạn ạ. Cua to dã man nhá. Thế thì lo cái gì đồ ăn tối nay á. Lại ngon. Mưa đầu mùa này ra nhiều lắm. Các bạn là bây giờ đứng vào đâu? Bỏ vào cái bì ấy nhỉ? Đóng bì, cái bì lúc nãy á. Cái bì lúc nãy. Anh chàng có vẫn là mưa rào thật đấy các bạn. Sấm nổ mầm rồi. Đây một con đây đem đây. Con đưa đây luôn anh Tư bên này còn con. Đâu. Con này phải là phải ấy dí vào. Rà ngoài con. Ui sao. Sao chạy vào một rà nha, rà nha. Ui trông như kiểu zombie. Ui rà ra. Trông kiểu mấy cái phim phim kinh dị. Đấy, buông này, buông này. Ui, nó kẹp vào cái que của thằng anh. Kéo ra. Đây, nó kéo, con cắn dưới dây rồi. Ôi, rồi có con mồi à? Không, để đến nó ra nó ăn mồi. Rồi, ăn đi. Từ từ thôi, anh nghe thôi. Đi. Ui, nó nhả. Để từ từ nó ra nó. Không, nó không cắn cây mà. Cổ này nhá. Túm luôn, nó không thả đâu mà. Làm câu đi câu cá mà cuối cùng lại chuyển sang câu cua các bạn. Có lẽ đại nhân sẽ hủy cái kèo câu cá đây. Nhiều cua lắm. Vừa mưa xong đó là cua nó ra. Lát đại nhân đi bắt cua. Cái này là phải ném này, ném vào này. Đấy, máu. Rồi, chết. Ra luôn. Chết luôn. Đây, máu. Nhiều cua lắm. Đi bắt cua thôi. Không cầu cá này đâu các bạn, đi bắt cua. Nó vàng. Lưng cũng vàng mà bụng cũng vàng. Tỏ nhà cua đúng toàn cua to. Ăn nhờ. Nhiều cua thế. Mười cái nhiều cua dám ăn. Úi trời. Ôi trời, nhiều cua thật các bạn ơi. Ăn luôn rồi. Ăn cua to này. Ôi, bè thêm một đống. Kiểu này hôm nay anh em mới đúng là tiệc cua rồi.
Đấy, thôi, đã chưa? Tiếp này có một bắt cũng em nói thật là đi dọc xuống đó có cả bì em nói thật đấy chứ, cứ kiểu tình hình như này. Ui trời, ui giời cá này. Thật không còn nó kẹp. Cá mũi tính trâu nhiều cua lắm. Anh Năm đang cầm cái câu đi đây nhưng mà thôi chắc. Đây con bé này này. Đấy có con ở chỗ đây cũng bé bé này không lấy. Đây con. Thôi có con lấy, còn đấy bé lắm. Bé. Thôi nhặt. Ô thôi thôi. Bé đây. Loại đấy thì không tính tiền. Không tính tiền nhỉ. Linh cũng chỉ có lo mà bỏ thôi, vác lấy cái bì thôi cũng mệt thật, em nói thật đấy. Nặng rồi này. Đấy. Suối kiểu ít người đi đến mà nó lại được mấy hạt mưa. Thì trong bụi này đang có đấy. Thôi. Không được. Dạ. Ôi ui con Năm. Vàng khoe rồi. Nằm chữ anh Năm rồi. Vàng kìa. Đỏ. Cua này đâu có kẹp đâu anh Năm. Thật mà. Không kẹp đâu. Không, cua này không kẹp. Thật. Bắt đằng sau thì không kẹp đâu. Bàn cua vớ vẩn đâu kẹp đâu. Ôi trời ơi. Này. Ôi mẹ ơi. Trời ơi cua này. Vừa mới đi một tí. Một đít bì rồi. Dạ màn. Mày đúng rồi. Cái này là phải đem về rồi. Cái quả này là phải đem về rồi chứ. Ăn cho hết. Ăn cho nổi rồi. Chính thật. Mà về cho bọn trẻ con á. Nhỏ lắm. Nhỏ chứ con này nữa mà nhỏ anh. Ôi trời ơi vào rồi. Chưa đang đó. Chặt được. Đường u nó tụt rồi. Không có sâu xuống dưới luôn. Tụt mất rồi. Nhiều lắm, cái này mà đúng mà mưa to thêm một ít nữa thì thôi nhá. Nó ra nhiều lắm đấy. Suối ở đây cực đẹp rồi các bác. Suối là các cái suối cạn, cái mùa này là mùa cạn mà chưa có mưa. Mà công nhận là to nhá, con nào cũng thấy to, có đung luôn à. Sướng thật ạ. Cua này cứ tầm tầm 12 con một cân. càng bự nhỉ. Cua trướng thật thế. Đi nhặt rồi. Cái này có to nữa. Con bơ cá đẹp chưa các bác này. Màu đẹp thật long lanh luôn nhỉ. Đỏ, tím. Nó bé tí đỏ, thôi mà màu nó đẹp màu hồng. Cái thằng này hỏi có ăn cua không? Em cá không em ơi? Bơi anh cá. Bắt cho. Ui nhá. Sao bên lính. Ôi trời vàng ươm. Một đít bì rồi. Ai cũng đem chưa? To. Chớp. Lắm rồi. Đấy. Lấp lốp miệng lúa phải bay ngay. Đây. Có một con to này, hai con hốc này. Đây. To hơn 5 con thôi. Con này đỏ âu luôn nhỉ. Con này con to này. Ôi trời, gần yết rồi. Gần yết rồi á. Cái này thì Con này đen có ăn không? Đen. Ơ tự nhiên lại lọt được con đen nhỉ. Nó già quá. Đấy. Khấy cho anh ta lên này. Nó nằm bẹp. Nó nằm bẹp. Chọc cho anh ta. Đấy, to mà. Đấy, cho anh Linh đi. Đấy. To thế mà. Cua này không kẹp này. Cua này kể cả chó thò và cà tay và cà nó cũng không kẹp mà. Kẹp đâu, nó há ra thôi. Đến đây còn nước đi mà. Trước, đi trước. Ủa, đây một con đây. Đánh đây. Giờ đi trước. Chả to nhờ, trước. Cứ phải đi trước đội này, không được không được bắt, không được bắt. Toàn ông nhanh tay đấy. Xòe rồi. Nhanh. Đây rồi gì cũng có. Nó ở dưới lá đấy nhé. Mình đi ào ào, lúc quay xuống thì gì cũng được tiếp. Đâu, ở đâu? Cua con cá này. Đó cá lắc lá mà hồi nãy anh em đang định đi câu đấy các bác này. Nhưng mà thôi giờ thì cá mú gì cua thôi. Cua này thì hải sản. Đấy, có con vào núp được.
Ô, cái búng đẹp như này mà không có con nào à? Đó, không hiểu là chụp bên kia này. Kì không? Cá để sáng mai. Con này đúng là cua đấy nha. To và đen này. Con này đúng cua hàng đế đó. Con này không to, nói chung là quá to rồi cua đây em ơi, thật sự. Mọi khi anh em mình đi bắt là bắt cũng không được nhiều kiểu như này. Mày nào. Chí, không được. Rồi rồi, cái loại này. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cảnh cây. Con nhỏ này em. Con nhỏ tha đi. Đây đây, cá đây đang nổi đây đây đây. Chết. Ủa đây. Cháu luôn. Đó. Lóng thân đó. Thật đấy, đi không mà cái này là đi với bản vấp phải cua thôi. Con kia ai mà bắt được con này mới tài. Con hàng sâu lắm. Điều. Sâu lắm, con này cũng vô sâu em không không thò tay vào được. Giờ đã màn thôi. Ô, con này, con này, con này. Con này. Cho em bắt với. Đây, 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 đây. Cho em bắt với. Đâu á? À đấy. Không có con nào nhỏ mà. Dã man thật. Dã man chưa? Không con nào nhỏ hết. Con tóc anh này. Kinh khủng khiếp. Quá nhiều. Anh Linh bắt đầu cũng thấy nhàm rồi đấy nhỉ. Cứ banh ra banh vô cái túi cũng thấy nhàm chán rồi. Bắt đầu thấy nặng rồi đấy. Phải hai tay rồi. Đấy. Chưa. Quá nhanh quá nguy hiểm. Vân máu à? Ui, trên này này. Đi 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 đi. Trên trên đổi trên đổi. Trên đổi trên đổi. Nhanh nhanh nhanh. Ui, đây nó to quá. Tung lên tung lên tung lên. Ôi. Lên cả đồi luôn, lên cả trên bờ đá này luôn. Đâu? Đâu đâu để anh bắt, để anh bắt, để anh bắt. Còn vàng khè. Sướng thật. Đường nó đi đi kia, đi kia. Lên túm còn to sướng rồi. Trời mưa lên hết, lên đi kiếm ăn rồi. Caramel bắt luôn. Ui không, bắt bắt tay trái, bắt tay trái. Bắt tay kia là kẹp ngay. Thả thò vô cái càng cái nào. Cậu là cái xui dại cháu nha. Càng đấy cậu thò đấy. Càng to lọt được tay mình. Cậu là cái lừa cháu, đùa đấy. Sướng, sướng là như nào, hôm nay quá đã luôn các bác. Sướng thật. Cua đúng không? Quá kinh khủng nhiều. Mình vừa lên nó đang đi lên một đoạn đó mà. Bắt cái này là anh em bắt sơ sơ đấy các bác. Có nghĩa là gặp con nào ở ngoài thì bắt nó trong hang đầy. Cua thì nhiều lắm. Hôm nào mà mưa rào mà nước nước đục đục nó chảy ra, nước ở trên nguồn nó chảy xuống á. Hôm đó nó mới ra nhiều, còn hôm nay thì cũng là dạng tôm tép thôi. Bắt như này cũng chỉ được một phần nhỏ của nó thôi đấy các bác. Nhiều lắm chuối này. Hàng hốc nó nhiều. Sáng mai câu. Câu mấy công làm mà sáng mai kiểu gì trời buổi sáng nó cũng chưa có ong đâu mà. Câu cá lát. Câu cá khi nào mà trời nắng lên thì ta đi. Cá nước lá nhiều lắm. Chặt cái đó. Chặt chặt cái đó. Chặt chặt cái đó. Chặt chặt cái đó. Chặt chặt lắm. Đều đều nhá. Một cái này. Ui, được cái. Mất rồi, anh mất rồi. Nói mà răng. Được. À được. Con này cũng sắp được rồi. Sắp được rồi. Vào đây. Một con. Sắp được. Ây chà. Đúng rồi, đúng rồi. Đây. Nó cắn luôn. Kẹp thôi, không cắn đâu. Bắt hôm nay được nhiều đâu mà chưa ông nào dính trưởng con nào nhỉ? Đây này, đem cái hang to này. Hang này không có à? Đấy, nó thụt xuống rồi, con đấy nó thụt xuống cái hang sau lưng nữa. Còn con này đây, đang ở đây này. Con này nó đang nằm đây đây. Đó, còn bỏ như lắm. Đây đây. Đây được chưa? Em, đây con đây kia ra. Con. Sao? Vào rồi. Mất rồi đâu? Hắn không sâu đâu, hắn không cắn đâu. Chú thò một ngón tay vào câu xem nào. Ô không được. Sâu lắm á. Đang nhiều lắm nhỉ. Cơ bản là nhiều không muốn đào không muốn đấy thôi chứ còn.
sơ sơ được con nào được cái tầm mà đi mà lâu lâu mới gặp một con xem chả đào gấp đó, lúc quay xuống rồi các bác vẫn gặp nhiều. Để xách cho một đoạn này, như xách cho anh với nặng thật mà cứ trêu trêu nhau, nhưng mà bắt đầu giờ là nó nặng thật rồi đấy. Bác vẫn được à? Vẫn được chứ. Gặp một chuồn mồng thì chết ngay. Chú Tư, chú Tư bỏ cái này. Chú Tư, chú Tư. Ô, đây còn to này. Đây còn to này. Đang bỏ đây. Nhanh, nhanh còn kịp. Đây anh. Chấp cua này. To chưa? Wow, cũng to. Con này cua vua. Phẳng đế đó. Hôm nay là có cháo cua ăn thôi. Chào nào, lâu lâu phải check, check va tí xem nào. Ít. Hình như nào. Mày còn ít lắm. Thôi là bây giờ các bác cũng khó ước lượng được, bởi vì là cái con trên nó đè con dưới, không 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 mường tượng được. Nó cứ phải như này này, anh tự sách lên nữa mới tưởng tượng là đó. Là thế. Kiểu 1/3 bì ấy. Đấy, con ơi. Địch. Địch. Địch cái. Nhanh nhanh. Càng ngày nó càng ra nhá. Nó nằm ngay đây mà anh em đi qua không thấy này. Thôi bắt lên một lượt đi nữa thôi, bắt vừa thôi. Nói chung là cũng để làm gì đâu mà ăn rồi đưa về một ít ăn nhà để bán thì chả bán được. Bắt vừa thôi. Vui thì bắt thôi đấy các bác, nhưng mà anh em cũng không bắt thêm nữa. Giờ từ giờ đi xuống đến cái khu mắc võng mà được con nào nữa thì được rồi thôi. Còn suối ở đây các bác, mênh mông bắt ngát đi hết đêm nay không hết luôn. Rất là nhiều ngát. Nói chung là mà bắt được hết là khả năng là không đủ sức mà đem về. À, để trong cái bao tải thì chắc là các bác sẽ không hình dung được nó nhiều như nào, nên là đây anh em quay để các bác xem. À, cái này thì anh em cũng bắt đấy, quan điểm của anh em là cũng bảo là bắt một ít để ăn, còn một ít đem về cho mấy đứa trẻ con ấy, ở nhà ai ăn thì ăn đó. Còn không bắt nhiều. Còn nếu mà để bắt cái con suối này thì các bác bắt hết đêm nay thì nó mà mấy bao tải này luôn. Nhưng mà thôi bắt vừa thôi. Để anh em sẽ đổi ra cái túi ni lông để các bác xem nhé. Đổ ra ngoài là không đuổi được cái loại này. Đó các bác. Trời ơi là trời. Đây, đây mới biết là đừng bấm cái đèn đỏ. Quá nhiều. Thả anh thả rất nhiều. Thật sự là các bác. Có 5 đại. Đó là như thế đó các bác. Nhiều kinh khủng khiếp. Đó có to. Đấy, hai em vào đây. Hỏa, cua mà hỏa như trâu. Cái là mình ăn, ăn cái phần nào, phần ở trong cái bì hả? Đó. Rồi 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 ăn, ăn hết từng đó hả? Ăn một phần nữa đã. Được chưa? Được rồi, được rồi. Được chưa? Thêm một con nữa. Rồi thêm con nữa, thêm một con nữa. Đây. Cái là cho mày hết nha. Không. Thank you.
lúc mà trời mưa đó nằm mà em ngủ được luôn nhá. Em cũng ngủ luôn mà. Ngon đi cả luôn ngày, đi cả ngày mệt. Nằm ngủ khì luôn á, sướng thật. Hai cái cảng này này. Tôi đến cái bắt đầu mới đi mọ cua giờ tỉnh ngủ. Thấy cua to sướng. Cua to sướng tỉnh ngủ ngay. Ừ, đang thấy lọc cọc ở trong á. Không thấy cái cảng ngón thôi. Còn cái này là nhằm mà tách ra. Rút cái lâu cành. Vàng rồi đây. Đỏ nhanh chứ. Lúc nào bị nóng đỏ luôn. Chuẩn bị thôi các đại ca ơi. Ổn á. Đang nói chuyện gì xe xưa đó, mình chuyện đi tân gái ngày xưa đó. Các cụ đang đi lạc. À đi lạc, đi lạc rừng, rừng này này. Ui, nói vào thế đừng đừng nói dại nhá. Đêm khuya. Bây giờ mấy ông thạo đường lắm rồi. Không, thạo thì thạo. Thạo vào rừng sâu chả kể được đâu. Không có linh tinh. Chua. Lá càng cua lại nấu với cua nó mới hợp vị chứ. Nồi canh đi trước, nồi cơm cất bước theo sau. Đây. Còn thế gì? Ừ, có chứ. Lại gạ, lại gạ. Gạ gầm rồi. Gạ là gạ đúng người. Dạ. Mười tiếng lô ấy thôi, đừng nói tiếng sổ mà lại. Quên làm sao được. Món chính mà lại quên. Phụ công thần núi phù hộ cho con cháu mạnh khỏe, được nhiều ong và ong nhiều mật. Thành hình đấy luôn anh. Cơm nhanh anh. Làm tí chứ anh. Làm tí chứ anh. Đã qua các bác ơi. Quá sướng rồi cái bữa hôm nay. Dường dường. Chờ mãi đến giờ này. Này anh Hà cũng phải gạ gấm làm tí nữa. Có chứ. không cho cơm. Hôm nay ăn cua hàng đế mà. Ủa, làm tí không? Cho dễ ngủ không? Đấy. Đấy. Làm tí. Thôi được mà cơm chết. Em mời các bác. Mời các bác nhá. Em không uống em. Anh chơi vào chai luôn à? Chơi vào chai luôn. Mời em, mời các bác. Mời các bác nhá. Cua thì cũng không lạ đâu nhưng mà hôm nay là lạ ở cái chỗ nó bắt được nhiều. Anh phải lấy con nhỏ cũng ai cầm con to đi. Anh cầm con to đi. 100% đều gớm. 100% à, 100%. Ờ 100%. Xong rồi 100% ấy. Thôi ăn quê thôi. Vẫn là cái rượu cắt sâm. Rượu cắt sâm cũng ngon. Đâu nào. Bắt con to nhá. Bắt cầm em to này. Dạ. Rồi, làm cái càng to còn cho sướng này. Ủa cua mũi trời méo nhỉ. Cua phải ăn như này. Ôi trời. Gạch nó ngon. Nghe sướng nhỉ. Gạch béo lắm. Là tập đo mà không. Nhằm ăn mấy khi em vứt cái càng này mồm. Anh cái chân này nhát rồi mà. Được bữa cua ha. Cua mà đúng là cua to ăn nó sướng. Lên tin này này. Cũng là cái cua suối này nhưng mà cái loại con bé các bác thì nó không có thịt mấy. Thêm tinh thần. Con đại khổng lồ ăn sướng. Không phải mút nhá. Mút cái càng to chứ còn cái cây dâm nhỏ nhái. Con này là chưa phải con to lắm đâu. Con này là cũng đang vừa thôi. Có nhiều con to hơn. À, cái càng. Cua tổng thống. Cua là cua tổng thống. Cua tổng thống chứ không phải cua hoàng đế đâu. Càng to càng nhỏ. Hôm nay có muối bác hệ. À phát ra đã. Hôm nay bắt rõ khéo nhỉ, không bị kẹp. Cua nó hiền. Không ẹt ẹt mà khột khột mũ. Nằm đào sâu chút là lớn hả? Nhưng mà nằm bên dưới cũng thông ra. Cũng gai nhá. Nằm bên dưới này, đội cũng hết rồi còn cháu cậu Thanh này. Cái này là gọi là rượu chống ngáy ấy, ý là uống thì để ngủ. Kiểu gì hôm nay anh em cũng ngủ gần nhau rồi. Ngáy tung trời nên. Đây này, đấy. Chống ngày ngáy ạ. Rượu là rượu chống ngáy này, uống để ngủ á, ngủ cho quên luôn. Ngại là ngại mấy ông không uống rượu thôi. Lúc biểu mấy ông không uống rượu phải ngủ xa, cách xa tầm 50 mét. Đây cái mồi muỗng được canh này. Đấy. Được. Bắt cái con này đi đã. Nhận. Ngon béo đã. Đến cái này mới nhai được như anh này.
không phải, cua này luộc lên là tự càng nó mất thôi. À, không, anh Năm là em thấy nhiều rồi, thế cứ rút mình cái càng không. Nói mất quan điểm ấy nhỉ anh Năm nhỉ. Lúc anh nói được còn thầm được, còn anh. Cua này thì anh, mất càng. Còn anh Năm là mất càng. Anh Năm là mất càng. Đâu, nó mất từ lâu mà. Đường đi thì đường cua đi cua lại. Lại ăn cua, nấu lá càng cua. Ừ. Xong cua. Rồi mai nói chuyện thì ngang như cua. Cua mai. Cậu biểu mai nói phải nghe. Ừ, anh em mai nói là phải nghe nhau đúng không? Còn trống nhà không người nói phải có người nghe. Nó còn tròn tròn cạnh mà nhỏ. Mùa này cua đang béo ăn ngon. Nhìn yếm là biết thôi. Có lẽ tình hình là cũng như thế thôi các bác. Ban ngày thì anh em đi lấy được 3 tổ ong. Nói chung hôm nay tổ cũng ok, có mỗi một cái tổ cao nhất thì không được mật mấy đâu, phấn nhiều. Cao lại không ăn. Buổi tối thì anh em cũng định là làm câu để đi câu cá nhưng mà xong lại thấy cua nhiều quá nên lại bỏ qua cái món cá. Có lẽ là cá mỗi thì anh em sáng mai đi câu một ít nấu cơm ăn sáng, ăn không phải ăn sáng mà là ăn tầm, ăn gọi là ăn đi thông ngày ấy. Anh em sẽ câu một ít. Thì cái này thì anh em sẽ hẹn các bác vào phần sau. Bây giờ thì anh em bắt đầu nói chuyện thấy ngang ngang rồi đó. Cái này ngang ngang là ở trong ngoặc kép các nhá. Là nói vui ạ. Bởi vì là ngang như cua là đang kêu nhau. Mong là các bác sẽ đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video này giúp anh em các bác nhá. Anh em cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở video sau. Tạm biệt tất cả các bác nhá. Tạm biệt các bác. Tạm biệt các bác.